Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Sức khỏe và cuộc sống tuần trước, chúng tôi đã thông tin đến quý vị và các bạn các triệu chứng của đột quỵ. Làm thế nào để chúng ta và gia đình phòng ngừa được đột quỵ hiệu quả nhất? Đó là nội dung chương trình Sức khỏe và cuộc sống hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đột quỵ là nguyên nhân đứng hàng thứ ba dẫn đến tử vong sau bệnh tim mạch và ung thư. Hiện nay, việc điều trị ngày càng có nhiều tiến bộ. Điều này giúp giảm tỷ lệ tử vong và kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân, nhưng mức độ tàn phế vẫn còn là một thách thức và là gánh nặng cho gia đình, xã hội. Đột quỵ xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhất là ở tuổi trung niên và cao tuổi. Càng lớn tuổi càng dễ bị đột quỵ. Tuy nhiên, ngày nay đột quỵ có xu hướng xảy ra cả ở những người trẻ tuổi. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra đột quỵ, thường là do cao huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim mạch, gồm xơ giữa động mạch, mỡ máu, bệnh mạch máu ngoại biên. Bên cạnh đó, lối sống không lành mạnh gồm lười vận động, béo phì, ăn nhiều thức ăn có cholesterol cao, uống nhiều bia rượu, căng thẳng thần kinh cũng là những nguyên nhân thường thấy của đột quỵ. Ở người bệnh tăng huyết áp, nguy cơ đột quỵ gấp nhiều lần so với người bình thường. Người bị đột quỵ do tăng huyết áp sẽ gặp phải rất nhiều di chứng như nói ngọng, méo mồm, mất trí nhớ hoặc nặng nề hơn như liệt nửa người, sống thực vật, tàn phế suốt đời, không còn khả năng lao động. Cùng với đó là gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, điều trị. Với người cao huyết áp, để phòng ngừa đột quỵ, trước hết cần phải kiểm soát và điều trị tốt tăng huyết áp, cần giữ được huyết áp mục tiêu, đưa xuống mức ổn định. Về định nghĩa thế nào là cao huyết áp và thế nào là huyết áp thấp, thì theo Hiệp hội Tim mạch học Hoa Kỳ, người ta phân chia ra là huyết áp thành hai loại, loại cao huyết áp và huyết áp thấp, loại thứ ba là huyết áp trung bình. Thì huyết áp chúng ta biết rồi, có hai loại, huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Huyết áp tâm thu là con số ở bên trên, có huyết áp tâm trương là con số ở bên dưới. Khi mà chúng ta đo thì huyết áp tâm thu nó biểu hiện cái sự co bóp của cơ tim, còn huyết áp tâm trương là biểu hiện cái sức bền của thành mạch. Người ta định nghĩa thế nào là bình thường thì huyết áp là dao động trong khoảng là 60-110 hoặc là 70-120. Đấy, thì những cái đó là huyết áp bình thường. Tuy khi mà huyết áp cao thì người ta có giai đoạn chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tiền cao huyết áp, tức là huyết áp từ 130 đến 80, ở dưới là 80, trên là 130. Bắt đầu cao huyết áp độ 1 là 140 đến 150. Và cao huyết áp độ 2 150 đến 160, và trên 160 là cao huyết áp độ 3. Còn huyết áp thấp là khi nào huyết áp tâm thu là dưới 90. Dưới 90 và huyết áp tâm trương là dưới 70 thì người ta gọi là huyết áp thấp. Tuy nhiên có nhiều người thì là có những huyết áp người ta có thể nó hơi nằm trong cái khoảng nó dao động một chút, và đặc biệt là chúng ta nhớ là huyết áp thì nó thay đổi theo từng thời gian trong ngày. Ở buổi sáng thì thường huyết áp cao hơn buổi chiều, buổi chiều thì buổi tối thì huyết áp thấp nhất, khi mà bệnh nhân đi ngủ thì huyết áp nó thấp nhất. Còn nếu mà đo vào buổi sáng thì thường là huyết áp cao, đặc biệt là những bệnh nhân cao huyết áp thì thường có tình trạng là cao huyết áp vào buổi sáng, và tình trạng này rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta không có phương pháp điều trị tốt thì có thể là gây đột quỵ. Chúng ta thấy thường nhiều người ta bị đột quỵ vào buổi sáng rất là nhiều. Hiện nay trong các công tác khám chữa bệnh hàng ngày đó, thì có một số người, một số bệnh nhân đến với chúng tôi thì người ta nói rằng cái huyết áp người ta vẫn ổn định, tức là tuy nhiên ở mức độ cao, chẳng 140/90, thì thực tế là có phải là cao huyết áp hay không thì theo Hiệp hội Tim mạch học Hoa Kỳ và phân loại bệnh học của chúng tôi thì rõ ràng đấy là vẫn là tình trạng cao huyết áp, bởi vì là đó là cao huyết áp độ 1 rồi. Thì trong quá trình điều trị thì cố gắng làm sao chúng ta phải đưa huyết áp về mức độ trung bình là 120/70 hoặc 110/60 là tốt nhất. Khi bị cao huyết áp, cần phải uống thuốc, tuân thủ đúng điều trị và lịch tái khám theo hẹn của bác sĩ. Rất nhiều người khi thấy khỏe mạnh, huyết áp bình thường thì tự động ngưng thuốc. Trên thực tế, huyết áp tuy bình thường nhưng nếu bỏ điều trị thì có thể tăng trở lại bất cứ lúc nào, nhất là trên cơ địa hút thuốc, đái tháo đường. Bệnh nhân đã có tổn thương mạch máu thì rất dễ bị vỡ bất ngờ.
Trong quá trình điều trị, khi xuất hiện những triệu chứng bất thường thì cần nhanh chóng đi khám. Đột quỵ là chứng bệnh xảy ra bất ngờ và không chừa một ai, từ những người chỉ mới 30-40 tuổi cho đến người già trên 60 tuổi. Do đó, để tránh bệnh xảy ra bất ngờ, để lại di chứng suốt đời hoặc tử vong, những người có nguy cơ mắc bệnh nên có liệu trình phòng bệnh hợp lý, khoa học, thường xuyên đi thăm khám để phát hiện bệnh kịp thời. Phần lớn tất cả những cái sai lầm của người nhà khi xử lý đột quỵ thì phần lớn là tình trạng tưởng rằng là trúng gió. Người ta cứ đưa bệnh nhân ra cạo gió, rồi hoặc đánh gió, hoặc là lúc đó thì có thể đấm bóp cho bệnh nhân. Nhưng thực ra những cái đó chỉ làm tốn mất thời gian, và cả tốn mất thời gian mà mất đi cái thời gian vàng có thể cứu được sống được bệnh nhân. Tuy nhiên cũng thực tế thì để mà phân biệt giữa trường hợp trúng gió và đột quỵ cũng rất là khó. Khi trúng gió thì thường là bệnh nhân có thể vẫn tỉnh táo, nhưng còn đột quỵ thì phần lớn là bệnh nhân thấy là lơ mơ hoặc là mất tri giác. Cho nên đấy là một trong những dấu hiệu rất là quan trọng để chúng ta phân biệt thế nào là trúng gió, cái thứ hai là đột quỵ của bệnh nhân như thế nào. Những ảnh hưởng của đột quỵ thường nặng nề nhất ngay sau khi bệnh xảy ra. Sau đó, phần lớn các trường hợp bệnh nhân sẽ dần hồi phục. Mức độ hồi phục sẽ phụ thuộc vào vị trí của thương tổn trong não bộ, độ nặng của tổn thương, các bệnh lý đi kèm và tiến trình điều trị phục hồi chức năng. Đối với giai đoạn này, ngoài việc dùng thuốc ra, kết hợp các phương pháp luyện tập dưỡng sinh, xoa bóp, chăm cứu sẽ giúp hỗ trợ nhanh sự hồi phục các chức năng vận động, lao động trí óc và chân tay. Bệnh nhân và gia đình cần tuân thủ những hướng dẫn của bác sĩ điều dưỡng về cách thức vệ sinh, chế độ ăn uống. Bệnh nhân phải cai rượu, thuốc lá, tăng cường mức độ luyện tập và hoạt động, uống thuốc đúng theo toa và tái khám đúng theo lời dặn của bác sĩ, tránh những yếu tố có thể xảy ra stress tâm lý, nóng lạnh đột ngột nhằm tránh bệnh tái phát. Theo thống kê của Hội Tim Mạch Thế Giới thì Việt Nam chúng ta tính năm 2017 thì khoảng 20% là mắc bệnh tim mạch, và cái tỷ lệ này có vẻ ngày càng nó trẻ hóa đi, nhiều người trẻ sẽ mắc bệnh. Thành ra chúng ta phải tích cực phòng ngừa. Nhưng mà vấn đề là khi chúng ta chưa bệnh, chúng ta không có kiên trì và chúng ta không có ý thức được. Thì để phòng ngừa tốt bệnh tim mạch thì ngoài cái vấn đề dinh dưỡng, nếu chúng ta dinh dưỡng tốt thì cái tỷ lệ tử vong như nãy chúng ta nói là có thể giảm tới 40% tỷ lệ tử vong mắc bệnh tim mạch. Ngoài vấn đề dinh dưỡng thì chúng ta phải có những cái thay đổi lối sống mà cái đó dễ thực hiện. Chúng ta có thể thay đổi mỗi ngày, đó là chúng ta phải ngưng hút thuốc lá, chúng ta tập thể dục điều độ mỗi ngày 30 phút mỗi ngày, chúng ta ngưng bia rượu, giảm bia rượu, chúng ta tránh căng thẳng stress, vì với cái xã hội hôm nay thì cái stress nó rất là quan trọng, mà người ta thấy cái tình trạng stress trầm cảm nó ảnh hưởng tim mạch rất là nhiều. Chúng ta giảm cân tích cực, nhưng mà nên giảm cân theo quy định khoảng 2 kg trong vòng 6 tháng, tức là mỗi tháng chúng ta khoảng 400-500 gram. Rồi những cái bệnh đi kèm của chúng ta cũng gây bệnh tim mạch như tiểu đường, tăng huyết áp thì chúng ta phải tích cực điều trị. Khi nào mà chúng ta thấy mình có quá nhiều yếu tố nguy cơ, chúng ta hút thuốc lá, ăn uống nhiều mỡ, béo phì, gia đình mình có bệnh tim mạch, rồi tiểu đường, cao huyết áp thì mình nên tích cực kiểm soát những yếu tố đó và nên tư vấn bác sĩ tim mạch để bác sĩ tim mạch có cái hướng dẫn cho chúng ta tầm soát, ngăn ngừa chúng ta bị bệnh tim mạch sớm. Chúng tôi có một số lời khuyên để tránh được bệnh tim mạch ở những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi. Đối với những người trẻ tuổi thì cái vấn đề hoạt động thể lực là rất là quan trọng, cần phải hoạt động, tăng cường hoạt động thể lực lên. Tất nhiên là chúng ta hoạt động thể lực trong giới hạn cho phép, tránh thể lực quá sức thì cũng không nên. Cái thứ hai là có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Hợp lý đó thì là chủ yếu là ăn những thức ăn có nhiều rau xanh, nhiều vitamin, và tránh ăn mặn, sử dụng cá nhiều, trứng, sữa là những thức ăn mà nó dễ tiêu và nó ít gây ra những rối loạn chuyển hóa lipid, và tuyệt đối không hút thuốc lá và uống rượu cũng vừa phải. Còn đối với người lớn tuổi thì cái vấn đề thể hoạt động thể lực cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên trước khi hoạt động thể lực thì những người lớn tuổi các vị lên đến khám tim mạch
ở một bác sĩ chuyên khoa tim mạch để có cái lời khuyên và cái chọn lựa cái phương pháp luyện tập cho chính xác. Cái thứ hai là ở những người lớn tuổi thì cũng thế, cũng hạn chế ăn mặn, hạn chế ăn mỡ và sử dụng các loại rau thực vật nhiều, và ăn uống thì cũng không nên ăn nhiều quá, ăn vừa đủ no thôi, cũng không nên ăn làm nhiều bữa và đủ no là tốt nhất, tránh để tình trạng thừa cân béo phì. Và cái quan trọng nữa là phải giữ được một cái tinh thần yêu đời, luôn luôn vui vẻ, tránh những stress, tránh những cái kích xúc quá của cuộc sống, tránh giận quá, vui quá, buồn quá thì cũng không nên, để tạo ra một cái tâm hồn ổn định, và từ trên đó thì nó tạo sự ổn định cho cái hệ tim mạch. Khi nói đến phòng ngừa đột quỵ ở người trẻ đó, thì chúng ta nói đến cái giải pháp phòng ngừa cho những người có những cái tác động từ môi trường bên ngoài, chứ không phải là những người có cái yếu tố nội sinh bên trong như là dị dạng mạch máu não. Thì dị dạng mạch máu não cho đến ngày nay vẫn chưa có một cái giải pháp nào có thể phát hiện sớm được, ngoại trừ một số tình huống ở những cái vị trí đặc biệt. Thì những người trẻ, những bạn trẻ có thể có thấy có những cái cơn nhức đầu, đặc biệt là những cơn nhức nửa đầu chẳng hạn, thì có thể liên quan đến cái tình trạng dị dạng mạch máu não. Còn những trường hợp có liên quan đến thói quen thôi. Còn những trường hợp có liên quan đến thói quen, chẳng hạn như là hút thuốc lá nhiều nè, uống rượu bia nhiều, rồi uống cà phê, uống trà, có nghĩa là dùng những cái chất kích thích để cho chúng ta làm việc được nhiều hơn, hiệu quả hơn, từ năm này qua tháng nọ, thì rất là nguy hiểm. Và chúng ta cố gắng bỏ thói quen này, có nghĩa là làm việc điều độ vừa phải và có thời gian ngủ nghỉ đầy đủ. Và khi cơ thể não bộ của chúng ta đã được quân bình thì nó sẽ giảm được, phòng ngừa được những cái tình trạng đột quỵ. Và đương nhiên khi có những cái dấu hiệu, thấy những cái dấu hiệu gọi là báo trước, giống như tôi đã trình bày, có nghĩa là cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua, thì chúng ta nhanh chóng đến gặp bác sĩ, đừng xem thường. Khi cầm một cái vật đang cầm mà đột nhiên nó rớt xuống mà mình không hiểu tại sao nó rớt, hay là chúng ta đang bước đi thì đột nhiên bị té ngã, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là bị vấp té chẳng hạn, hay là lơ đễnh trong vấn đề đi đứng, thì thật sự đây là những cái biểu hiện của cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua rồi. Và trong những tình huống này, phòng ngừa rất là hiệu quả, có nghĩa là người thầy thuốc có thể dùng những cái dạng thuốc can thiệp có thể giúp cho phòng tránh được một cái đột quỵ thật sự xuất hiện ở người trẻ. Đột quỵ là một bệnh nguy hiểm nên mỗi người cần thay đổi thói quen sống, ăn uống khoa học, suy nghĩ tích cực, thoải mái, tránh để cơ thể rơi vào các trạng thái stress hoặc thay đổi đột ngột về thể chất cũng như tinh thần, tập luyện hợp lý. Phòng ngừa rất quan trọng vì giảm thiểu khả năng tử vong và hậu quả nặng nề của đột quỵ. Muốn ngăn chặn không để cho đột quỵ xảy ra, cần có biện pháp để bệnh nhân ngừng hút thuốc lá, vì thuốc lá là nguy cơ chính của bệnh mạch máu não. Người hút thuốc lá nhiều có thể bị đột quỵ dù chỉ ở tuổi trung niên. Phòng và chữa tăng huyết áp cần kiểm tra huyết áp thường xuyên, giữ huyết áp ổn định, tránh những cảm xúc như vui, buồn, giận dữ, thất vọng, stress hàng ngày. Điều trị tốt bệnh cao huyết áp cần giảm ăn chất béo có nguồn gốc động vật, ăn nhiều rau và trái cây các loại. Giảm cân nặng, chống béo phì bằng tiết chế khẩu phần ăn hàng ngày. Phòng và điều trị tiểu đường vì đây là yếu tố nguy cơ gây mảng xơ giữa động mạch lớn, dẫn đến thiếu máu ở não. Cần giảm cholesterol trong máu, khuyến khích người bệnh tăng cường hoạt động thể lực như tập thể dục đều đặn, đi bộ, chơi một môn thể thao thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng qua những thông tin mà chúng tôi cung cấp, quý vị và các bạn có thêm những kiến thức cần thiết về phòng ngừa đột quỵ cho bản thân và gia đình của mình. Chương trình Sức khỏe và cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.